Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi tháng 12 âm lịch của người tuổi Thìn. Trong tháng cuối cùng năm Đinh Dậu, vận trình của người tuổi Thìn duy trì ở mức bình ổn là tốt, không trông chờ điểm vui sáng bất ngờ. Trong tháng xuất hiện không ít khó khăn ngoài dự liệu, hành sự phải thận trọng, đừng manh động, kẻo uổng công vô ích. Thái độ làm việc cần phải nhiệt tình hơn nữa, đừng lười nhác tới mức không nắm được tình hình chung, đưa ra phán đoán quyết định sai lầm. Chú ý, âm sát mang tìm tiểu nhân quấy phá, lúc khó khăn và cấp bách, bản mệnh có thể yêu cầu thiên đức quý nhân soi đường chỉ lối, tĩnh tâm lại để nhìn mọi việc khách quan và bình thản hơn. Bạn sẽ dễ dàng vượt qua được khó khăn. Tài vận thăng trầm bất ổn, chính tài, tiền lương và thưởng đều không tệ, nhưng thứ tài thì kém và không thích hợp để đầu tư các hạng mục mạo hiểm. Các khoản chi tiêu trong tháng tăng đột ngột, nếu không có kế hoạch quản lý cụ thể, rất dễ đau đầu vì tiền bạc. Tình cảm gặp trục trặc, cần phải tiết chế bản thân, tránh xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Người độc thân tạm hài lòng với cuộc sống hiện tại. Tình yêu của tuổi Thìn khá lận đận, nếu thiếu kiên nhẫn trong các mối quan hệ chính là một trong những nguyên nhân chính. Về vấn đề sức khỏe, dễ mắc các bệnh vặt, nhưng vì chủ quan, không đi chữa trị nên bệnh nhỏ tích thành bệnh lớn, đừng coi thường. Tử vi sự nghiệp. Ở tháng cuối cùng của năm Đinh Dậu, tuổi Thìn cầu ổn định là tốt, không trông chờ vào điểm vụt sáng bất ngờ trên phương diện sự nghiệp. Công việc tiến triển đều, hầu như không có biến động quá lớn hay đột phá lớn. Nhìn lại suốt một năm qua, những chú rồng có cả được và mất, phân được nhỉnh hơn một chút, chỉ bấy nhiêu thôi cũng có thể tạo động lực để bạn nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, tìm mọi cách khắc phục khó khăn, thậm chí muốn cải biên số phận để có được cuộc sống như ý muốn. Sang năm mới, bản mệnh xung thái tuế, hung họa tiềm tàng, cần phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ứng phó với những điều tồi tệ có thể xảy ra. Trong tháng, bạn nên dành thời gian để hoạch định lại công việc, các dự án cũng như kế hoạch càng chi tiết, cụ thể cho con đường phát triển sự nghiệp trong năm tới càng tốt. Tuổi Thìn mạnh về tư duy, năng lượng hành động nhưng lại yếu về khâu kế hoạch. Yếu ở đâu, ta phải bắt đầu sửa tựa đó, ấy mới chính là một cách làm hay. Tháng này, tuổi Thìn đối mặt với không ít khó khăn ngoài dự liệu, có thể là sự cố bất ngờ về kỹ thuật, nhân sự hoặc đối tác làm ăn. Dù thế nào đi nữa, hành sự phải thận trọng, giữ cái đầu lạnh để tỉnh táo suy xét mọi việc, tránh uổng công vô ích. Với một vài bản mệnh, cần phải duy trì thái độ làm việc, nhiệt tình nhiều hơn nữa, đừng lười nhác tới mức không nắm được tình hình chung, đưa ra phán đoán, quyết định sai lầm. Chú ý, âm sát mang điểm tiểu nhân quấy phá, có kẻ muốn tranh quyền đoạt lợi, giở chiêu trò xấu nhằm hãm hại bạn. Tử vi tài lộc. Vận trình tài lộc tháng cuối cùng năm Đinh Dậu 2017 của tuổi Thìn thăng trầm bất ổn, chính tài khá, tiền lương và thưởng không tồi. Nhưng đó là khoản mà bạn đã được dự tính từ trước nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Thứ tài kém sắc, hầu như không có nguồn thu phụ. Nếu có, cũng chỉ là những khoản nhỏ, không thấm tháp vào đâu so với việc mua sắm, chi tiêu, đón Tết Nguyên Đán. Đầu tư mạo hiểm có thể mang lại lãi suất cao nhưng lại rất nhiều rủi ro, nhất là vào giai đoạn cuối năm mang tính nước rút này. Vì thế, bản mệnh cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định có nên đầu tư hay không, tránh bị thâm hụt về tài chính. Các khoản chi tiêu trong tháng tăng đột biến, đa phần dùng cho việc sắm Tết, tu sửa nhà cửa, mua quà biếu xén lãnh đạo. Nếu không có kế hoạch chi tiêu cụ thể, rất dễ lao đao vì tiền bạc. Xem phi tinh tháng có lục bạch đương vận, chủ sự tăng tiến về tài lộc, bay vào hướng chính đông, gặp bát bạch tài tinh tại đó. Đây được coi là phương vị cát lợi trong tháng, dễ hút tài khí, mang lại sự thịnh vượng cho gia chủ. Bởi thế, hãy chú trọng bài trí phong thủy ở phương vị này, cát khí của hai cát tinh cùng tăng và cộng hưởng, kích hoạt tiền tài vượng phát. Nếu có điều kiện, gia chủ tuổi Thìn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy có tác dụng kích hoạt tài khí như là tiền xu cổ, biểu tượng tỳ hưu, thiềm thừ ở hướng chính đông của phòng khách, phòng làm việc. Tử vi tình cảm. Tuổi Thìn vốn sớm nắng chiều mưa, trong chuyện tình cảm lại hay cộng thêm áp lực công việc, tài chính nên tâm trạng càng thất thường, khó tiết chế được cảm xúc của bản thân. Đó là nguyên nhân chính gây ra mâu thuẫn, xung đột với đối phương, người trong gia đình. Vợ chồng khắc khẩu, nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã vì bất đồng quan điểm mua sắm Tết, biếu xén quà cáp, thời gian Tết ở nhà nội, nhà ngoại. Tình cảm của các cặp đôi đang có dấu hiệu của sự ngăn cản, đó có thể là bị gia đình ngăn cấm, gia đình bạn bè chê bai
hoặc là tình yêu xa khó giữ được lửa yêu nồng nàn. Thìn thổ vốn vững vàng tâm thế nhưng có quá nhiều yếu tố khách quan tác động khiến bạn không khỏi nghĩ ngợi, chán nản. Dù thế nào đi nữa, mọi chuyện đều có nguyên nhân và cách giải quyết. Vì thế đừng vội vàng quy kết bất cứ việc gì. Hãy dành thời gian xem xét mọi việc, bình tĩnh xử lý, tiến hành dần dần từng việc, mọi rắc rối sẽ sớm được tháo gỡ. Với người độc thân có vẻ may mắn hơn một chút, được thiên đức cát tinh che chở, bản mệnh vượng đào hoa, nhân duyên hài hòa, được nhiều người khác phái để mắt, đề nghị kết thân. Hãy tự tin là chính mình, không cần biến mình thành bất cứ người nào cả, bạn chỉ thực sự lôi cuốn khi là chính bạn mà thôi. Tử vi sức khỏe. Thiên thổ vốn sức đề kháng tốt, nhưng do yếu tố môi trường, không khí, thời tiết ảnh hưởng nên cơ thể càng ngày càng yếu nhược, dễ bị tổn thương, bị vi khuẩn, virus tấn công, gây ra bệnh tật. Trong tháng, bản mệnh khó tránh được việc bệnh vặt, dễ bị cảm mạo, ho hắng, hắt hơi, ngạt mũi. Nên chú ý giữ ấm cơ thể, bổ sung các dưỡng chất cho cơ thể nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chống lại bệnh tật. Bệnh vặt lớn nên coi thường mà phải tìm cách chữa trị. Tránh tình trạng bệnh nhỏ lâu ngày tích thành bệnh lớn khiến cho cơ thể càng ngày càng suy nhược. Trí tuệ kém minh mẫn, làm việc thiếu hiệu quả, đời sống gặp nhiều trục trặc. Ngoài ra, trong các tháng tiệt tùng liên miên, tuổi Thìn chú ý tiết chế lượng thực phẩm đưa vào cơ thể, hạn chế rượu bia, tránh việc cơ thể hoạt động quá tải, vừa dễ tăng cân, lại gây áp lực cho hệ tiêu hóa, bài tiết mà biểu hiện thường thấy là bị đầy hơi, ợ chua, táo bón. Theo vi tinh tháng, nhị hắc chủ bệnh tật ốm đau bay vào hướng đông bắc, đây được coi là hướng hung ở trong tháng. Tại đây nên giữ không gian sạch sẽ, thoáng đãng, tránh bừa bộn kẻo tạo ra nguồn năng lượng tiêu cực khiến cho hung khí của nhị hắc càng tăng, ảnh hưởng xấu tới phương diện sức khỏe của gia chủ và người sống trong nhà. Nếu có điều kiện, bản mệnh có thể đặt một vài đồng xu cổ, biểu tượng thiềm thư, tỳ hưu, hồ lô bằng đồng, nhị hắc thổ, sẽ sinh cho các vật phẩm phong thủy kim, hung khí bị giảm sút, ít tác động xấu tới phương diện sức khỏe của bạn cũng như người thân trong gia đình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của Lịch Ngày Tốt. Đừng quên khám phá tử vi tháng 12 âm lịch năm 2017 của 12 con giáp được cập nhật liên tục trên kênh Lịch Ngày Tốt nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.